Xin chào quý vị, Liên có hẹn với quý vị là hôm nay sẽ có một cái buổi hội luận với chị Lisa Nguyễn, giáo sư Nguyễn Chính Kế và luật sư Lâm Chính Thọ. Thì lúc này là 2:15 ngày Chủ nhật, mùng 3 tháng 5 năm 2020 tại California. Thì đó là 4:15 sáng bên Việt Nam, sáng thứ hai bên Việt Nam. Kính mời quý vị theo dõi buổi hội luận này. Và cũng xin thông báo với quý vị là cái thỉnh nguyện thư để gửi cho Tòa Bạch Ốc kêu gọi Tổng thống Donald Trump tái hợp cái hội nghị quốc tế để xử lý việc Việt Cộng và Trung Cộng vi phạm Hiệp định Paris năm 1973. Chúng ta đã mở ngày 15 tháng 3 và sự thật là đã không thành công, cho nên bây giờ chúng ta mở lại. Rất mong quý vị nào đã ký tên, đã ủng hộ thì bây giờ chịu khó ký tên lại. Quý vị có thể lên cái trang nhà www.hiepdinhparis.com để mà tìm hiểu thêm, hoặc là từ đó quý vị cũng có cái link để dẫn tới cái thỉnh nguyện thư trên Nhà Trắng. Ký cái thỉnh nguyện thư này rất là đơn giản, quý vị chỉ cần để tên và email, miễn là trên 13 tuổi thì bất cứ ai cũng có thể ký tên được. Và cái tên và email của quý vị sẽ không có ai đụng được ngoài ngoài Nhà Trắng. Cho nên quý vị yên tâm, tên họ của quý vị, email của quý vị sẽ không bị lợi dụng. Và bây giờ xin mời các diễn giả chào hỏi khán giả trên diễn đàn fanpage Trần Thị Ái Liên. Và xin mời chị Lisa. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Ái Liên và xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình, cũng như xin kính chào quý diễn giả, đó là luật sư Lâm Chính Thọ và giáo sư Nguyễn Chính Kết và chị Ái Liên. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết là trong cái lần livestream cách đây một ngày, chúng tôi có nói về chị Ánh Nguyệt có trình bày về việc mà Nguyễn Phú Trọng đã ký những cái hiệp ước riêng 15 cái điều khoản mà Nguyễn Phú Trọng đã ký với lại Tập Cận Bình. Cái điều đó cho thấy rằng là hiện nay cái tình hình của dân tộc Việt Nam của chúng ta đó càng ngày càng nguy hiểm hơn, nằm ở dưới cái gọng kìm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, chúng tôi đang hiện nay có nhiều cái câu hỏi được đặt ra là cái sự phân vân giữa hai cái thái độ của Mỹ và thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta thấy rằng họ đang tiến gần tới với nhau. Như vậy điều gì sẽ xảy ra? Xin mời quý vị theo dõi phần kế tiếp với sự trình bày của luật sư Lâm Chính Thọ. Xin mời luật sư Lâm Chính Thọ. Vâng, xin chào chị Lisa, xin chào chị Ái Liên, xin chào giáo sư Nguyễn Chính Kết. Vâng, cái đề tài ngày hôm nay tôi sẽ làm thầy bói mò, thầy bói mù đi rờ dấu ai, và sẽ đưa cho quý vị một số dự đoán tình hình ở tại Việt Nam. Nó có nhiều cái điều nó làm tôi thấy làm lạ, làm thì tôi xin đọc sơ những cái tin mà tôi nhận được. Và thứ nhất là mới giờ đây thì có cái tin nói rằng là cùng đường Hán Ngụy Việt Cộng loan tin đổi màu. Tại sao Việt Cộng vừa loan tin sẽ gọi đúng chính danh Việt Nam Cộng Hòa? Mấy ngày nay dân Việt Nam mình đang đón nhận những thông tin nóng hổi như Tàu Cộng đã trình lên Liên Hợp Quốc công hàm bán nước của Cộng sản Bắc Việt do Phạm Văn Đồng ký năm 1958, và dù sẽ tiếp tục đưa ra bằng chứng bán nước khác của Việt Cộng. Song song đó, báo chí của Việt Cộng cũng đưa tin gọi đúng chính danh của Việt Nam Cộng Hòa, thay cho việc trước nay Việt Cộng vẫn gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân, ngụy quyền, tài sản bán nước và bao que đu càng. Tại sao Việt Cộng lại bộc lộ bản chất xỏ lá như vậy? Không có việc làm nào của Việt Cộng mà không có chủ đích mưu ma trước quỷ. Sẽ vì Việt Cộng trở cờ bằng đôi, bằng lời nói như hiện nay là vì Tàu Cộng đang sắp bị thế giới hạ tội mà khả năng bị trục xuất khỏi Liên Hợp Quốc là rất cao. Khi Tàu Cộng bị trục xuất khỏi Liên Hợp Quốc thì Việt Cộng sẽ không còn ai chống lưng ở tổ chức quốc tế này và ngoài Nga, nhưng Nga bây giờ không còn mặn mà với Việt Cộng như là Liên Xô. Lúc đó, tính chánh danh, chánh nghĩa của Việt Cộng so với Việt Nam Cộng Hòa sẽ được đem ra cân phân. Và dĩ nhiên Việt Nam Cộng Hòa là chánh danh, chánh nghĩa, còn Việt Nam Cộng sản là thổ phỉ, khủng bố, cướp chính quyền, hợp pháp, bán nước. Nên Việt Cộng lo tìm kế thoát thân khi muốn hòa giải, hòa hợp với Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái gì tác giả Trần Hùng đã đưa ra. Thì nó có nhiều lắm, nó nhiều bài lắm. Tôi xin đọc những cái title
của cái bài báo mà thôi. Vì sao hiện nay Hán Ngụy muốn công nhận Việt Nam Cộng Hòa? Tại sao Việt Cộng vừa loan tin sẽ gọi đúng chính danh Việt Nam Cộng Hòa? Đã đến lúc Việt Cộng nên Việt Nam Cộng Hòa. Và ở đây cái tờ báo một tờ báo trong nước thì ông tiến sĩ Nguyễn Nhã đã phát biểu trong tọa đàm về chủ quyền biển đảo, và ông nói rằng thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là một bước tiến quan trọng. Thì tại sao có cái chuyện đó? Thì như quý vị biết, Việt Cộng mới vừa đưa một cái công hàm phản đối việc Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng lần này đó họ rất quảng cáo cho cái công hàm đó. Họ nói rằng cái công hàm này nó mới mẻ, nó rất là cách mạng, nó đủ thứ. Tìm hiểu đó, thì chúng ta hiểu rằng nó khác với những cái gì mà Cộng sản làm trước. Là tại vì công hàm này đó, hồi trước Cộng sản nó nói gì đó, nói rằng là Việt Nam, muốn nói rằng Việt Nam xã hội chủ nghĩa có đủ căn bản pháp lý để xác định chủ quyền trên Hoàng Sa, Trường Sa, chấm dứt. Lần này anh ta nêu rõ Trung Cộng là đã chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Và tại sao mà nó khác những lần trước, là tại vì đó cái lý luận của Cộng sản Việt Nam dựa trên cái công ước về luật công ước quốc tế về luật biển, thì cái cách của anh ta lý luận đó là tại vì cái thềm lục địa của Việt Nam nó cho phép Việt Nam đòi cái chủ quyền trên Hoàng Sa, Trường Sa, hoặc Hoàng Sa, Trường Sa hiện giờ bị Trung Cộng chiếm đóng, cho nên vì thế cho nên Trung Cộng đã sai phạm, đã lấn áp một cách bất hợp pháp cái chủ quyền của Cộng sản. Thì Trung Cộng làm gì? Trung Cộng nộp hai cái công hàm, một cái để chống đối cái công hàm thứ nhất của Cộng sản Việt Nam, và cái công hàm thứ gì để nói rằng chính Cộng sản Việt Nam là người chiếm một cách bất hợp pháp những nhiều đảo nhỏ của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại vì Trung Cộng dựa trên cái công hàm Phạm Văn Đồng và nói rằng á, ông Phạm Văn Đồng đã công nhận cái chủ quyền của Trung Cộng trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì thế cho nên á, ngày nào mà Cộng sản Việt Nam còn chiếm đóng những cái đảo nhỏ của hai quần đảo đó là không phải Trung Cộng đóng chiếm bất hợp pháp, mà là Cộng sản Việt Nam đã chiếm đóng một cách bất hợp pháp. Thành ra bây giờ đó, anh Cộng sản Việt Nam đã bị mắc oai. Thành ra bây giờ đó, muốn đòi Hoàng Sa, Trường Sa, muốn chứng minh rằng Việt Nam có chủ quyền trên Hoàng Sa, Trường Sa, thì Cộng sản Việt Nam bị một vấn đề rất là to lớn, đó là cái quyền thừa kế. Quý vị nhớ ông Nguyễn Tấn Dũng trong một phiên họp quốc hội của ông, lúc đó ông còn là thủ tướng, ông nói rằng cái công hàm Phạm Văn Đồng nó không có căn bản pháp lý, vì đó ông Phạm Văn Đồng lúc đó là thủ tướng của cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mà cái nước, theo ông Dũng nói, cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thời đó không có chủ quyền trên Hoàng Sa, Trường Sa. Thành ra ông Phạm Văn Đồng không thể nào công nhận cái chủ quyền của Trung Cộng được trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại vì ông nói một cách nôm na, ông Phạm Văn Đồng không có thể nào cho cái gì mà ông ta không có. Thì cái cách đó là cái cách lý giải, cái cách đó là cái cách mà được đưa ra để mà hóa giải cái công hàm Phạm Văn Đồng. Nhưng mà cái lý luận, nếu Trung Cộng tiếp nối cái cách hóa giải đó, thì Trung Cộng sẽ hỏi như thế này:
Nếu mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có chủ quyền trên Hoàng Sa Trường Sa, thì cái hậu thân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là cái nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, là cái nước được thành lập sau khi sáp nhập lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa bị chiếm đóng với lãnh thổ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để lập ra cái nước gọi là Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, thì cái nước hậu thân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó cũng không có chủ quyền. Chỉ trừ là cái nước đó có thể thừa kế cái chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trước đó. Nhưng mà không thể nào có được cái chủ quyền, có cái quyền thừa kế chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Là gì đó? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có tôn trọng Hiệp định Ba Lê mà đi chiếm đóng bằng vũ lực. Thì khi đi chiếm đóng bằng vũ lực thì không thể nào đòi được thừa hưởng cái quyền thừa kế chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa cả. Tất cả những tác giả mà tôi đọc đều lý luận như vậy. Thế thì bây giờ đó, nếu ví dụ trong cộng nói rằng tôi muốn trả, nhưng mà tôi trả cái đó cho khổ chủ, chỉ có khổ chủ mới được quyền tranh cãi như tôi. Ông không có cái chủ quyền trên đó, thành ra ông không có quyền đòi cái gì hết. Thì Cộng sản Việt Nam nói cái gì? Chính vì lý do đó mà chúng ta thấy bây giờ đó, Cộng sản Việt Nam cần cái sự đồng ý của Việt Nam Cộng Hòa để cho Cộng sản Việt Nam thừa kế cái chủ quyền đó. Cho nên quý vị thấy không, hồi trước họ nói cái gì? Ngụy quân, ngụy quyền, tức là Việt Nam Cộng Hòa không có, không có cái đó, xạo, cái đó là nó nằm ở trên hư vô. Việt Nam Cộng Hòa không có, không có, không có, không có, không có thật. Thì mới gọi là ngụy quân, ngụy quyền. Nếu mà nói như vậy đó thì làm sao mà lý luận được là ông Phạm Văn Đồng không có quyền cho cái gì mà ông Phạm Văn Đồng không có. Thành phải phải công nhận một cái thực thể là Việt Nam Cộng Hòa, là vì Việt Nam Cộng Hòa có cái chủ quyền trên Hoàng Sa Trường Sa. Cho nên vì lý do đó họ thay đổi cái cách mà xưng hô. Nhưng mà vậy cũng chưa đủ nữa. Công nhận Việt Nam Cộng Hòa không cho họ cái quyền thừa kế chủ quyền trên Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Phải có sự đồng ý, phải có những thủ tục thì họ mới có thể thừa kế cái chủ quyền đó. Thì bây giờ quý vị sẽ hỏi tôi thủ tục là gì? Dạ thưa, cái thủ tục là cái gì mà anh em chúng tôi đang làm đó. Cái thỉnh nguyện thư đó mà chúng tôi xin quý vị ký đó, là cái đó là cái thủ tục. Là tại sao? Là tại vì nếu có một sự vi phạm như Cộng sản Việt Nam đã vi phạm khi chiếm lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa và Trung Cộng chiếm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa, đó là hai vi phạm. Thì trong trường hợp có vi phạm thì phải theo cái thủ tục đã được định ở trong cái gọi là cái kết ước mà 12 thành phần ký sau khi đã họp ở tại Ba Lê. Và cái kết ước được ký ngày 2 tháng 3 năm 1973. Thì cái điều 7 nó nói cái gì? Nó nói có vi phạm thì phải họp cái hội nghị lại để hội nghị tìm cái giải pháp. Đó là cái gì chúng tôi đòi hỏi. Thì khi đó có cái hội nghị được tái họp lại thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ đưa vấn đề với lại cái hội nghị đó và nói rằng thưa quý vị, Trung Cộng đó vi phạm khi chiếm Hoàng Sa và Trường Sa ngày 19 tháng Giêng 74. Việt Cộng vi phạm khi chiếm lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, và từ cái ngày đó cho tới bây giờ Việt Cộng chưa có tôn trọng cái quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, vì họ chưa bao giờ tổ chức bầu cử tự do với sự giám sát của quốc tế để người dân miền Nam Việt Nam có thể chọn lựa cái thể chế và chọn lựa cái lãnh đạo của mình. Vì lý do đó thì cái hội nghị đó phải đi tìm một cái giải pháp. Cái giải pháp đó có thể nói rằng anh Cộng sản Việt Nam, anh phải tổ chức bầu cử tự do. Và nếu có một cái cuộc thổ phong bầu phiếu, một cuộc bầu cử tự do với sự giám sát của quốc tế, với sự tham dự của Việt Nam Cộng Hòa, thì cái quốc gia nó xuất thân từ cái cuộc bầu cử đó, cái quốc gia đó nó có cái quyền thừa kế chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
của Việt Nam Cộng Hòa. Và khi có cái chủ quyền đó thì chúng ta sẽ đặt vấn đề với Trung Cộng về vấn đề chiếm đóng bất hợp pháp cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì thế đó cho nên Cộng sản hiện giờ họ đi, nhưng mà họ đi có nửa bước, họ chưa có dám đi một bước. Nếu họ muốn thì rất là dễ dàng để mà giải quyết cái vấn đề thừa kế đó. Họ chỉ cần tổ chức bầu cử tự do, họ chỉ đồng ý là tái hợp cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam. Như cái điều 7, cái điều 7 nói gì? Muốn tái hợp cái hội nghị đó. Và Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ có ưu tiên, họ muốn hợp thì phải tái hợp. Thành ra nó dễ dàng cho chúng ta vô cùng, và cho họ nữa. Nếu họ muốn thật sự bảo vệ quyền lợi của đất nước. À, xin luật sư cho em một câu hỏi cắt ngang được không? Ok. Nếu như mà Cộng sản Việt Nam nó quan tâm tới đất nước á, thì lâu nay nó đã làm cái việc luật sư nói. Lâu nay nó đã không làm thái thú cho Tàu Cộng. Luật sư thấy là bao nhiêu công trình ở Việt Nam á, là Trung Cộng xây hết, Trung Cộng trúng thầu hết ha. Và Trung Cộng làm tè le ở đường sắt Cát Linh Hà Đông bao lâu nay lỗ biết bao nhiêu tiền cũng không sao hết. Trung Cộng làm Formosa nó ô nhiễm tùm lum hết cũng không sao hết. Vậy thì tại sao bây giờ nó phải quan tâm tới hai cái quần đảo này chi? Dạ thưa, tại vì cái lý do như thế này. Hồi trước đó, thì Cộng sản đó, nó quản trị hay quá, cho nên đó, lúc nào cũng cần tiền hết. Mà ấy nó cần tiền đó, thì nó giơ tay ra đó, thì có anh Trung Cộng kế bên đó, dư tiền. Thành anh Trung Cộng anh bỏ ra anh mua Vịnh Bắc Việt, anh mua, thành ra anh Cộng sản Việt Nam bán để mà lấy tiền xài. Nhưng mà không phải xài, lấy tiền để đem ra cất ở bên Mỹ. Quý vị thấy cái chuyện nó ngược đời vậy. Nhưng mà bây giờ đó, lấy tiền bỏ túi cá nhân cất ở bên Thụy Sĩ, bên Mỹ. Yeah. Nhưng mà bây giờ đó, ông Trump ông đang sửa soạn đó, và chúng nó biết quánh Trung Cộng. Mà ông Trump ông quánh cái đòn này đó, Trung Cộng đỡ không nổi. Tại sao? Quý vị biết cái con cổ phiếu Trung Cộng hiện bây giờ đó mua khoảng 3.000 tỷ đô la con cổ phiếu của Hoa Kỳ. Mà bây giờ cái gì, cái vụ mà virus corona đó, Hoa Kỳ đang sửa soạn thưa Trung Cộng một số tiền khổng lồ. Và nếu mà người dân Hoa Kỳ nộp đơn ở tòa án Hoa Kỳ và tòa án Hoa Kỳ tuyên bố rằng anh Trung Cộng anh làm những cái chuyện ABCD gây thiệt hại cho người dân, gây thiệt hại cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì tôi buộc anh phải trả một số tiền XYZ. Thì một bên là có công cổ phiếu, nợ công cổ phiếu Mỹ đang nợ Trung Cộng, tại Trung Cộng mua một công cổ phiếu. Một bên thì có một cái phán quyết tòa án bắt Trung Cộng phải trả một số tiền khổng lồ cho Hoa Kỳ hay được cho người dân Hoa Kỳ, nó cũng vậy thôi. Thì thay chị nghĩ là một bên này cái tay trái nó trả cho cái tay phải, thì nợ của Trung Cộng đó, tiền của Trung Cộng tự nhiên nó bốc hơi. Thành ra bây giờ Cộng sản Việt Nam đang cần tiền đó, mà tiền của Trung Cộng bốc hơi, thì theo chị nghĩ ai sẽ vô đó mà để giúp cho Cộng sản Việt Nam có tiền để mà tiếp tục hoạt động. Tức là hiện bây giờ có những vụ đi là... đen giữa hai bên. Chị biết là hồi xưa đó, thì là Việt Cộng nó bán Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Cộng, nhưng bây giờ Trung Cộng không có tiền mua nữa, nó phải tính hướng khác, nó phải ráng nó giữ Hoàng Sa Trường Sa để mà nó moi dầu lửa dưới lên nó bán để mà sống còn, đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Nó phải nói ngược lại, hồi trước á nó phun nước miếng, bây giờ nó phải liếm lại. Cái khổ của nó là như vậy. Thành ra đó nó như vậy. Nó nói chuyện phun nước miếng là hồi xưa nó phun nước miếng nó chỉ là một cái hành động vô ý thức thôi. Vâng. Cái hành động mà hạ cấp thôi. Bây giờ mà phun nước miếng nó hành động tội phạm hình sự.
Vâng, đúng rồi, tại vì bây giờ có con corona, con Dạ, virus bây giờ có con corona. bạch huyết ở tù á, không đơn Vâng. giản, là một hành động giết người. Giáo sư Nguyễn Chính Kết có nghĩ sao về chuyện này, nghĩ sao về việc cộng nó phun nước miếng rồi liếm lại? Cái đó thì đối cái hành động đó của cộng sản đó thì nhất là cộng sản Việt Nam thì không có cái gì là lạ cả. Nó nói lên cái bản chất của cộng sản là như vậy. Nhổ nhổ ra liếm lại thì không có cái gì gọi là nhục cả. Mà Đối nó làm với nhiều lần rồi chứ đâu phải mới có một lần đúng không giáo sư? họ đã nhổ ra liếm lại đâu có đã rất là nhiều lần rồi, Đúng đổ rồi. thêm lần nữa đâu có sao. Dạ, nó đuổi người ta đi, nó cái lúc mà nó đuổi người ta đi, người ta đi vượt biên, nó kêu là dân phản quốc, rồi cái người ta qua tới nơi người ta gửi tiền về, cái nó nói là khúc ruột ngàn dặm, nó cái đó là phun nước miếng rồi liếm lại. Đúng rồi. Dạ. Rồi giờ nó kêu Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền, rồi giờ bắt đầu là nó gọi ngoan, gọi một cách ngoan ngoãn là Việt Nam Cộng Hòa thì cũng y chang như là phun nước miếng liếm lại. Thật ra là cái Việt Cộng phun nước miếng liếm lại rất nhiều lần trong lịch sử rồi chứ không phải là lần này là lần đầu tiên đâu. Rồi. Trước đây đó thì khi mà Cộng sản Việt Nam thân với Liên Xô đó thì lúc đó là chửi Trung Cộng Bắc thế Kinh. là khủng lắm, trong cả trong hiến pháp cũng coi Trung Cộng như kẻ thù. Nhưng mà sau khi Liên Xô sụp đổ đó thế thì bắt đầu có 16 chữ vàng, 8 chữ tốt gì đó vân vân, 4 tốt 6 10 4 4 tốt và 6 16 chữ à bốn vàng. tốt. Dạ. Đấy, cái nhổ ra liếm lại thì cái chuyện đó là chuyện thường tình. Dạ, là rất thường xuyên. Hôm qua em nói chuyện với anh Trần Long thì em nói là nếu mà mình làm gì sai á thì mình cứ công nhận mình sai, thì mình chỉ sai thôi. Nếu mà mình không hiểu á thì mình cứ công nhận mình không hiểu thì người ta chỉ thấy mình ngu thôi. Mà cái chuyện mình sai hay mình ngu á là cái chuyện đương nhiên sẽ phải xảy ra. Con người ta ai cũng có ngu cái điều gì đó và khôn cái điều gì đó. Cho nên mình công nhận mình ngu thật ra nó không có gì là xấu xa cả. Và mình cố gắng mình làm đúng, nhưng mà có đúng cách, có giỏi cách mấy thì lâu lâu cũng sai một lần, chứ không có chuyện mà không bao giờ sai. Nhưng nếu mà mình sai mà mình không chịu công nhận, mình đổ thừa người khác, hay là mình ngu mà mình không chịu công nhận, mình muốn cho người ta ca tụng mình á, thì mình nó cũng không làm cho mình khôn ra, mà nó cũng không làm cho mình đúng, mà nó làm cho mình trở thành không những ngu, không những sai mà còn vô liêm sỉ. Đúng vậy, Dạ, thì cái đó là cộng sản. nhưng mà cộng sản vô liêm sỉ thì tự bản chất rồi. Dạ, bản chất. Thôi giờ em xin lỗi cắt ngang lời luật sư, để luật sư nói tiếp. Dạ. Thì bây giờ đó chị thấy là cái lý do tại sao mà theo tôi đoán nó có một cái đổi hướng. Cái Dạ. đổi hướng là Trung Cộng đó nó biết như vậy, thành ra nó không có để yên cho cộng sản. Thành ra đó hiện bây giờ Trung Cộng đó nó có những cái hành vi rất là thô bạo. Tôi xin đọc cái này là tin tức vừa của ông Carl Thayer, tức là một chuyên gia người Úc gốc Hoa Kỳ, chuyên gia về vấn đề Việt Nam. Thì ông viết như thế này: quý vị có tưởng tượng hồi nào tới bây giờ, chương trình huấn luyện của lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc có hạng mục, tức là có dạy cái môn gọi là chèn ép đâm da tàu nước ngoài, tức là cái mục dạy làm sao đâm tàu nước ngoài. Các thuyền trưởng Trung Quốc được miễn truy tố, miễn truy cứu trách nhiệm nếu họ tấn công tàu cá nước ngoài. Dưới lý do bảo vệ chủ quyền quốc gia, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi khiến 8 ngư dân rơi xuống biển ở Hoàng Sa rạng sáng 24 tháng 4. Thì quý vị nhớ cái chuyện này xảy ra đó, Hoa Kỳ đã lên tiếng, chính ông phó tổng thống Pence cũng lên tiếng, bộ quốc phòng Hoa Kỳ cũng lên tiếng. Còn ở phía nam Trường Sa, hải cảnh Trung Quốc có nhiệm vụ chính là quấy rối các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của các nước láng giềng trong phạm vi đường lưỡi bò và bảo vệ đội tàu cá Trung Quốc, đặc biệt ở cái vùng biển quanh quẩn đảo Natuna của Indonesia.
Trung Quốc vừa tập trận chống tàu ngầm cho máy bay chiến đấu cất cánh hạ cánh trên tàu bay rồi sân bay Liêu Ninh ở Bắc Biển Đông. Cuối tuần qua, tức là cuối ngày 23 tháng 4, thì tức cuối tuần sau 23 tháng 4, tàu sân bay Trung Quốc xuất hiện ở eo biển Miyako gần Đài Loan và vốn đảo Senshaku ở Điêu Ngư. Tôi cho rằng Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục quấy rối máy bay tàu Hải quân tàu tuần tra do hàng hải tự do bay trên Biển Đông, như cho tàu biển tiến sát vào Mỹ, tạo tình huống nguy hiểm, suýt va chạm và chĩa laser cấp độ quân sự vào máy bay. Tức là bây giờ đó, Trung Cộng mở màn bằng cách đó, bắn laser vô máy bay của quý vị, thì một ngày nào sẽ có những cuộc va chạm thật sự. Mà quý vị thấy không, nếu mà mình đó, mua giờ thì nó có những cái chuyện nó có thể xảy ra đó ở eo biển Miyako gần Đài Loan, nhóm đảo Senshaku, điếu ngư của Nhật Bản. Thành ra lúc đó cái nồi cơm của chúng ta đó có mong thoát khỏi một trận chiến nguyên tử. Và họ, ông Cả Thay nói tiếp, Trung Quốc, tức là Trung Cộng hiện giờ có cơ sở hạ tầng vững chắc để làm những việc này. Cụ thể trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc đã lập đặt hệ thống radar cảnh báo sớm, tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình đối hạm, hệ thống vũ khí tầm gần để chống tên lửa hành trình phóng từ tàu và cầu cảng, đá chữ thập dành khăn Subi đều có đường băng dài 3 km, đủ lớn để phục vụ được tất cả loại máy bay quân sự mà Trung Quốc hiện nay đang có. Đá chữ thập đóng vai trò trung tâm liên lạc và tình báo tín hiệu cho các lực lượng quân sự Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông. Tháng Giêng vừa qua, Trung Cộng đã thông báo thành lập một trung tâm cứu hộ biển trên đá chữ thập. Tháng 3, nước này thông báo vận hành 2 trạm nghiên cứu trên đá chữ thập và Subi để hỗ trợ nghiên cứu sinh thái biển sâu, môi trường khoa học vật liệu và năng lượng biển. Cụ thể, trạm trên đá chữ thập giám sát quần xã sinh vật dạng san hô, bảo tồn nước ngọt và thực vật, trong khi trạm trên đá Subi giám sát nước ngọt và ổn định địa chấn. Những dữ liệu này rất hữu ích cho các hoạt động chiến dịch quân sự của Hải quân Trung Quốc. Đó là cái gì mà chúng ta biết ngày 23 tháng 4. Tiếp theo đó, ngày 24 tháng 4, giáo sư Cả Thay khẳng định việc Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là quận Tây Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hoặc là quận Nam Sa, tức là quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tại thành phố Tam Sa là hành động mang tính khiêu khích cả du lịch quốc tế. Hành động này của Trung Quốc, của Trung Cộng, vi phạm tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, làm suy yếu nghiêm trọng các cuộc đàm phán giữa Trung Cộng và các nước thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, vân vân và vân vân. Thì quý vị thấy đó, càng ngày đó, Trung Cộng càng trở nên là hiếu chiến đối với Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ Cộng sản Việt Nam phải làm gì? Không còn cách nào khác là phải chạy theo ôm chân Mỹ. Mà ôm chân Mỹ thì bây giờ đó phải làm cái gì cho được, cho quay được đối với đồng minh cũ của Mỹ thì Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái lý do thứ hai tại sao bây giờ họ bắt đầu kêu Việt Nam Cộng Hòa chính danh, và bây giờ bắt đầu đó, như là có nhiều anh dư luận viên, khi mà tôi làm những cái thuyết trình thì có nhiều dư luận viên hỏi chứ được sư thọ à, nếu bây giờ đó có một cái hồ sơ chống Trung Cộng được nộp cho một cơ quan tài phán, Việt Nam Cộng Hòa có thể đứng chung với lại Trung Cộng không? Thì câu trả lời của tôi cho anh ta là, nếu mà anh cho tôi một cái cách nào để Việt Nam Cộng Hòa không bị gạt thì tôi sẽ trả lời cho anh. Chứ bây giờ đó Việt Nam Cộng Hòa bị mấy anh gạt quá nhiều, thành ra tôi không dám suy nghĩ về cái đề tài mà anh vừa đưa ra. Đó là cái gì tôi trả lời. Dạ, cho em xin sang cho đây một xíu. Bây thưa giờ em thì cứ tự hỏi luật sư, hai người thông minh ngang nhau,
Một người suốt ngày nghĩ tới chuyện lừa gạt, một người không bao giờ nghĩ tới chuyện lừa gạt. Ai lừa gạt giỏi hơn? Thì cái anh chàng anh suy nghĩ cả ngày là cái chắc. Rồi, hai người thông minh ngang nhau. Một người không những suốt ngày nghĩ tới chuyện lừa gạt. À không, hai người thông minh ngang nhau và hai người đều nghĩ tới chuyện lừa gạt suốt ngày. Nhưng một thằng thì nó hành động lừa gạt suốt ngày thêm nữa, và một thằng thì chỉ nghĩ thôi chứ không hành động. Thì câu hỏi của chị là cái gì? Thì cái điều em muốn nói là đừng có chơi với quỷ. Chúng ta có Chị nói rất đúng, chị nói mà rất đúng. chẳng có bao giờ nghĩ tới chuyện lừa gạt, và mình cũng chẳng bao giờ hành động thực tập việc lừa gạt, thì làm sao mà mình thắng được cái thằng mà suốt ngày không những nói nghĩ tới lừa gạt mà còn hành động lừa gạt trong suốt. Từ khi cái đảng Cộng sản thành lập cho tới bây giờ là gần 100 năm rồi, làm sao mà mình thắng nó được? Chị nói rất đúng, nhưng có một cách. Lúc đó tôi sẽ hay tôi biết là thằng ông quỷ thì tôi sẽ mời thiên thần, nếu mà nó gạt tôi một cái thiên thần đập cho nó một cái mà phía thiên thần là mấy thiên thần thật đó, chứ không phải thiên thần mà đổi áo. Nếu có thiên thần đổi áo thì chắc tôi cũng chết như là hiệp định ba lê vậy đó, nhưng mà thiên Dạ, thần này phải thiên thần thật hôm nay là mời thiên thần mà thiên thần giả tạo, thiên thần giả mạo. đó. Cái thằng Henry Kissinger là cái thằng mà em nghĩ chắc Trung Cộng mua nó không biết bao nhiêu tiền. Thì chị thấy rồi, bây giờ đó chị muốn cái gì đó mà cho nó cái công ty chị làm ăn ở Trung Cộng đó mà nó trôn chảy đó, thì chị biết phải nhờ ai. Kissinger mở một cái công ty lobby chuyên môn ở Trung Cộng, thì chị hiểu rồi. Và đó có lần anh ta qua bên chỗ tôi cho một cái cuộc thuyết trình làm sao giết một quốc gia. Có tưởng tượng không? Cái đề tài Làm làm sao sao yeah. giết một quốc gia. Trời đất ơi. Cái Cái đó đó nó phải cũng mời là thằng anh Trung Cộng. Mời thằng Trung Cộng nó thuyết trình hay hơn, nó là sư, nó chuyên no no Trung Cộng chưa Em chắc nghĩ cái đó chắc không ai giỏi bằng thằng Kissinger. đúng. Quý vị cứ tưởng tượng không, nó giết người ta rồi mà nó còn nói tại sao nó không chết mau đi mà nó còn cố gắng sống như vậy, có tưởng tượng. À, xin lỗi luật sư, có anh Trần Long tham gia Dạ, nè. thưa chào anh Trần Long. Chào anh Dạ, kính Trần chào quý vị. Long. Quý vị Anh khỏe không? Dạ, chào dạ khỏe, chị khỏe không? anh Dạ, Long. chào chị Lisa. Dạ, chào anh. Bữa nay đề tài gì mà hấp dẫn vậy quý vị? Đề tài là Dạ. tại sao mà Cộng sản Việt Nam bây giờ nó lại gọi Việt Nam Cộng Hòa một cách chính danh và nó rất là ngọt ngào với Việt Nam Cộng Hòa bằng cái miệng như vậy. Và tại sao đó những điều luận viên đó mỗi lần mà tôi đi thuyết trình đó, nó hỏi gì chứ nếu mà có một cái hồ sơ đó có thể nào Việt Nam Cộng Hòa và Việt Việt Cộng cùng đứng chung để chống lại Trung Cộng hay không, thì tôi có nói nó rằng tôi nói là chừng nào á anh cho tôi một cái bảo đảm gì mà Việt Nam Cộng Hòa đó sẽ không bị gạt bởi mấy anh nữa thì tôi mới dám suy nghĩ về cái đề tài anh vừa đưa ra. Chứ tôi thấy thế nào tới giờ Việt Nam Cộng Hòa bị mấy anh gạt hoài. Nhưng mà trong đầu tôi nghĩ nếu mà giả tỷ có một ông thiên thần thiệt chứ không phải thiên thần giả đó, thì nếu mà thằng Việt Cộng mà nó gạt đó thì nó bị một cái búa tạ của thiên thần. Nhưng mà năm 1973 đó, cái hiệp định Ba Lê đó, cái ông thiên thần của mình đó, là ông thiên thần là một ông ác quỷ mà đội lốt thiên thần. Gấp 10 lần. Cái thằng tôi thì Kissinger tôi là ác quỷ gấp 10 lần Việt Cộng. thấy tôi thì tôi thấy Cộng sản Việt Nam nó giống như là một cái con dâm phụ đó, tức là nó khi mà có một anh chàng nào đó có tiền á là nó theo anh chàng đó, tới lúc mà anh chàng đó mà hết tiền á là nó nhảy qua cái anh chàng mà nhiều khi là thù địch của cái anh thù địch, với nó nói xấu tùm lum hết á, nó sẵn sàng cái là đi theo cái đó để hút tiền. Thế bây giờ tới cái lúc mà cái anh chàng đó hết tiền á thì nó lại tính cách khác, nó bỏ anh chàng đó, nó bám vào một cái anh chàng khác có tiền. Đó, Ấy đại mà khái. cái anh nói cái gì, cái anh nói anh là dâm phụ đâu phải, tiếng Việt Nam có cái tiếng khác chứ không phải là dâm phụ. Cái nghề đó cái tiếng nó bắt đầu bằng chữ D chứ không phải là dâm phụ.
chữ dê là dâm phụ, còn cái Ô, này chắc bằng chữ đê. cái chữ mới hơn bắt đầu bằng chữ P, mà em bị tụi 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 dư luận viên nó kêu em hoài mà em không có hiểu, gần đây em mới hiểu, nó gọi là con À, tôi chưa có nghĩ ra được cái từ khởi đầu bằng chữ D đó là con đỉ. phò. Biết tụi nó là nhà giáo dục gì đâu mà không có văn hóa. Em nói Bà. em tại vì mấy người ban cho tôi cái tên giáo dục rồi cái mấy người tôn thờ tôi, mấy người quen cái thói tôn thờ Hồ Chí Minh rồi, bây giờ hễ thấy ai mà mình thích thích cái bắt đầu tôn thờ người ta, rồi cái bắt đầu là bắt người ta phải hành xử theo ý mình. À, tôi không phải là nhà giáo dục mà tôi không có nói theo đơn đặt hàng, tôi thích gì tôi nói đó, ai thích nghe thôi. Em nói chứ nói chuyện gì mà ngu xuẩn, cái họ nói chứ cô nói chuyện không có văn hóa. Em nói bây giờ cái chữ ngu xuẩn thay tiếng không nói ngu xuẩn thì nó là chữ gì, không lẽ nó là chưa được khôn? Ngu thì chỉ ngu thôi chứ không có chữ nào khác. Trong tiếng Việt em xin hỏi luật sư và giáo sư và anh Trần Long và chị Lisa và cả quý vị trên diễn đàn, trong tiếng Việt có cái chữ nào thay thế cái chữ ngu không? Có chữ dốt. Không khôn, không khôn, không khôn, Dốt. không khôn, không khôn, không khôn. Dốt khác mà ngu khác à nghe. Cũng khác là giáo sư Không biết, nhưng mà vẫn có thể khôn. Còn còn cái người ngu á, thì cho dù là có thể đầy kiến thức nhưng mà vẫn có thể ngu, tức là sao hành động rất là dại dột. rồi còn một chữ nữa quý vị ơi, còn chữ đồng nghĩa với ngu là chữ ngốc. Ngốc nó có vẻ âu yếm. Một người bị chửi mày là đồ dốt, hoặc là bị chửi mày là đồ ngu, hoặc là bị chửi mày là đồ ngốc, có ai thấy vui không? Trong ba chữ này chữ nào vui? Không có chữ nào làm cho người ta vui hết. Thì thôi nói ngu nó cho nó rồi đi, tại vì đồng nghĩa. Tức là việc cộng á là nó cứ lòng vòng vậy đó, nó tìm mọi cách để nó hạ nhục cá nhân, chứ nó không có hiểu được rằng chữ thật mới là đáng nói, chữ thật mới là đáng tôn trọng. Còn mà thể mà nó không thích sự thật là bắt đầu nó tấn công cá nhân, nó nói người này thế này người kia thế kia, chứ nó không bao giờ đánh tập Giống trung. như cái vụ coronavirus á, bây giờ nó đổ cho Mỹ hết rồi, nó đổ qua cho Ý rồi, nó đổ qua cho Liên Xô. Nó đổ liên tục hết cho người này người kia mà nó không có xấu hổ, ta thì kỳ cục vậy. Nhưng mà cái Bây giờ khổ cho thấy là nó nó đó. đi cướp chính quyền mà nó còn ca ngợi cái hành động cướp thì nó là cái gì? Đúng rồi. Cái người mà đi làm cái việc sai mà còn tự hào mà còn khoe ra tùm lum nữa thì bây giờ mình lấy cái gì để mà mình dạy dỗ nó bây giờ? Cũng giống như là mình hôm qua em có nói chuyện với anh Trần Long, em mới nói là bây giờ một người mà bây giờ có cách nào để dạy cho con cá nó hiểu được không khí trong lành, hít thở không khí trong lành nó sướng lắm không? Có cách nào để dạy cho con, để mà nói cho con cá nó hiểu là hít thở không khí trong lành sướng lắm không? Đâu có cách nào. Thì cũng giống như là một cái đứa mà nó nghĩ rằng đi ăn cướp là tốt rồi thì bây giờ không có cách nào mà nói chuyện nghĩa lý với nó được, không có cách nào mà giải thích về nhân về đạo lý với nó được hết á. Nó giống như con cá nó không có khả năng thở không khí. Thành ra là luật sư chịu chơi thì luật sư cứ chơi gì cộng, với em nói là em không đủ khả năng chơi gì cộng. Không Em không, bỏ tay. tôi thú thật với chị, tôi không có dám, tôi không dám rớ thì tụi nó bằng một cây sào nữa, chứ đừng có nói đừng gần, tại vì á đưa cây sào đó tôi rút lại chắc là mất phân nửa cây sào. Nó ăn hết phân nửa cây sào rồi, tôi sợ lắm. Tôi tự coi mình như một đứa con nít, tôi không có dám mà rớ tới mấy thằng quỷ này. tay cộng là rút tay lại không biết còn đủ 5 ngón không. Đúng rồi. Cái vấn đề đó là ở chỗ này là cái người Mỹ hoặc là cái người sống ở bên cái xã hội tự do dân chủ, người ta theo Lisa nghĩ người ta chưa có hiểu hết về cộng sản đâu. Chỉ những người mà đã trong cái chế độ hoặc là đã tìm hiểu về chế độ cộng sản hoặc là đã nghe được những chịu thực sự nghe những nạn nhân của chế độ cộng sản thì may ra những người đó đó có cái hiểu biết về cộng sản. Chính vì vậy mà Mỹ khi mà thỏa thuận với Trung Quốc
có cái họ có dự định, họ nghĩ rằng là cứ đến một ngày nào đó Trung Quốc nó giàu lên, làm ăn nó phát triển, rồi nó thoát ra khỏi cái nghèo, rồi học sinh nó cho qua bên xã hội dân chủ để nó học, rồi nó sẽ thay đổi, rồi nó từ từ nó biến đổi đi. Nhưng nó đâu có biến đổi đâu, bây giờ nó biến thành ra một cái con ác thú, nó dùng hết những cái mà tự do dân chủ đó để nó đi làm những cái mưu cầu, những cái xấu xa độc hại cho nó. Bây giờ cái coronavirus này là một trong những cái tác phẩm của nó đó, gây đại họa cho thế giới luôn. Bây giờ mình nghĩ là cái thế giới bên ngoài này chắc cũng có một số người đã thức tỉnh rồi, nhưng mà còn một số lớn vẫn chưa. Thì cũng đáp Ai lời ai chưa? Bây giờ đó mọi người đều mở mắt hết rồi. tôi nghĩ chưa mở mắt đâu, chưa mở mắt Chưa đâu. toàn đâu. Lisa đang đọc cái bài của Canada nè, luật sư ơi, cái bài của Vâng. bà mà cái bà mà Minister of Health của Canada, bà nói là bà mà Health Minister, bà mà Patty Hajdu đó, bà nói là China has been very open. Now some will say, were they open enough and how fast were they open? But what we know is that within a week or so, they were letting the World Health Organization and therefore all of the partners countries know that they have an outbreak on their hands. Tức là bây giờ bà này bà vẫn còn tin những cái con số của China đưa ra. Chị ơi, Bà là một trong những người hiếm. chị ơi, bà không có tin, bà bị tổng một đống tiền trong họng rồi bà mới nói cái giọng đó. Đó. Không phải, chị biết không, cái nghề mà gọi là ngoại giao đó nó cũng giống như cái nghề mà ta gọi là đĩ miệng đó. Thì bà nói vậy chứ còn bà có nghĩ vậy? À dạ, chắc là bà nói vậy thôi chứ bà không nghĩ vậy. Nhưng mà tôi không tin là người Mỹ họ hiểu hết được cái sự độc ác và cái sự gian xảo của Cộng sản đâu. Tôi Em nghĩ hoàn là toàn chấp nhận được. ngay ngay như ông Trump cũng, tại vì ông Trump quá tốt đi, cho nên ông ấy cũng biết được là Cộng sản nó, và có lẽ ông Trump là một cái người có thể là hiểu Cộng sản thuộc loại nhất ở nước Mỹ này đó, nhưng mà tôi nghĩ là không, ông ấy cũng không có hiểu được hết bằng những cái nạn nhân của Cộng sản, bằng những cái thí dụ như chính phủ Ngô Đình Diệm hay là ông hay là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chẳng hạn, họ hiểu Cộng sản hơn ai hết. Nhưng mà có điều là cái chính sách của Mỹ đó là họ họ không hiểu Cộng sản, nhưng mà họ lại muốn những cái vị lãnh đạo quốc gia ở Việt Nam đó họ hiểu Cộng sản hơn, nhưng mà lại muốn là họ muốn Lái con thuyền. phải theo cái chính sách của Mỹ. Đáng lẽ là họ phải tùy nghi để cho những cái người hiểu Cộng sản đó họ điều hành đất nước đúng theo cái sự khôn ngoan của họ. Đằng này là họ lại muốn là theo cái sự hiểu ngây thơ của họ, thành thử ra là đã dẫn Việt Nam đến một cái tai họa hết sức là, nghĩa là họ trước hết là họ thất bại trong cái chuyện giúp Việt Nam. Cái thứ hai đó là họ làm cho dân Việt Nam hết sức là khốn khổ, và cái thứ ba là chính họ họ sa vào một cái bẫy của Cộng sản, cụ thể nhất là của Trung Cộng. Thì Thì em ngay cả nhưng mà cái nó việc mà mình đối phó với coronavirus, Lisa cũng thấy vậy. Như Taiwan á, họ biết liền, Đài Loan họ biết liền, tức là họ đã đóng cửa ngay từ cái hôm mà họ nghe thông tin thôi là họ xét người rồi họ đóng cửa ngay vào ngày mùng 5 rồi, mùng 5 tháng Giêng họ đóng rồi, trong khi đó các nước khác là đóng rất là trễ. Cho nên cái phản ứng của cái người mà hiểu Cộng sản đó, họ mau lắm, tại vì họ họ nhạy lắm, họ đọc một cái tín hiệu là họ phản ứng rất là nhạy bén lên, trong khi đó còn cái thế giới bên này nó còn đòi hỏi con số, nó cứ nghĩ mọi sự là minh bạch. Cho nên cái việc mà chúng ta phải đưa cái truyền thông ra để cho cái người thế giới bên này hiểu được cái Cộng sản mới giúp giúp thêm cho cái việc đấu tranh của chúng ta mới được. tôi thấy thí dụ như ở bên Mỹ này đó, ông Sanders chẳng hạn, ông ấy chủ trương theo xã hội chủ nghĩa, nhưng mà vô khối người Mỹ, nhất là giới trẻ,
họ ủng hộ ông này thì chứng tỏ rằng đó là họ chưa hiểu xã hội chủ nghĩa là gì hết, họ chưa hiểu được cái tai hại của cái xã hội chủ nghĩa nó như thế nào. Thì em chứ ai, em chứ ai. À? Đúng rồi, chị này chị đã nói rồi cái Ủa, Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Con của thiếu tá cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Rồi sinh ra dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà lớn lên thì học với Việt Nam Cộng Sản, rồi cái đi Mỹ năm 18 tuổi. Hồi đó là em, hồi đó là em ủng hộ Đảng Dân Chủ, hồi đó là em ủng hộ Bernie Sanders. Em ủng hộ Obama cho tới khi và trong suốt 10 năm em ở Việt Nam, thì tới cuối cùng khi em bị nó đập em mới hiểu ra, em mới trắng mắt ra, chính xác là vậy. Tới cuối cùng em bị nó đập em mới trắng mắt ra. Tức là cộng sản á, là nó cứ nuôi vô, nó bổ cho béo, rồi khi nào cần là nó đột thôi, cần là nó quạt thôi, nó vác cho sạch nước thôi, vứt luôn xác thôi. Ai chưa bị cộng sản đập thì chắc chưa hiểu nổi, em nghĩ là vậy. Chứ đập thôi cũng chưa biết. Em ở nhà em nghe anh chị em nói rồi, em bị anh chị em kêu mày là con bị cộng cái gì đó, em nói nó mấy người phải khách quan chứ, mấy người cực đoan quá. Bây giờ em mới hiểu. Tức là tôi thấy mấy người mà đang gọi là bò đỏ đó, họ cũng nhiều khi họ cũng ngây thơ như vậy đó, họ đang được cộng sản trả tiền lương rồi gì đó và họ bị tuyên truyền đó. Nay mai đó tới cái lúc mà họ bị đối xử một, nghĩa là khi mà họ không còn đảng cộng sản không còn lợi dụng được họ nữa đó, thì bây giờ họ mới biết cộng sản là gì. Dạ thì đúng rồi, cho tới khi nào con người ta ai cũng thích học qua em. Em không có, em nói chuyện với anh Trần Long hay là với luật sư Lâm, với luật sư Sọ, em nói là chỉ có người tri thức và xuất chúng á, thì người ta mới thích nghe sự thật dù cho có chối tai. Còn người bình thường á, người ta chỉ thích nghe cái gì êm tai thôi. Người ta chỉ thích nghe cái điều gì, cái niềm tin nào mà nó êm ái thôi. Cho nên là cộng sản nó nói láo thì người ta thích nghe lắm. Việt Nam Cộng Hòa mình cứ nói thiệt riết, người ta thấy khó nghe, thấy khó chịu. Phải nói là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đó, những nông dân đó, họ bị tuyên truyền, họ trước hết là họ họ bị cộng sản nói là cái chế độ của ông Diệm này, rồi chế độ của ông Thiệu này là bóc lột, là thế này thế kia, và những cái gì mà khuyết điểm hay là những cái gì mà đau khổ của người dân lúc đó đó là họ thổi phồng lên. Còn những cái gì mà tốt của ông, của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó thì họ không có nói gì tới hết đó. Và họ nó bắt đầu tô vẽ cái chế độ là nếu mà nay mai đó mà thành công, cái cuộc cách mạng mà thành công đó, thì người dân sẽ được thế này, được thế kia. Và lúc đó là phải nói là người dân lúc đó, phải nói nhất là nông dân, là họ phải nói là họ ủng hộ chế độ cộng sản ghê lắm. Và nhưng mà bây giờ thì họ mới sáng mắt ra được. Bây giờ thì chưa, cái đám nông dân và nông dân là bị bóc lột, nghĩa là hai cái giới bị bóc lột ghê gớm nhất. Nhưng mà ngày xưa đó là cộng sản mà lật đổ được cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là nhờ hai cái giới đó, cho nên tôi thấy tội nghiệp cho hai cái giới đó vô cùng. Và bây giờ đó thì cũng biết bao nhiêu cái anh chàng bò đỏ bây giờ đó là đang bị cộng sản nó lợi dụng để mà tồn tại, tới lúc mà khi mà cần đó, khi mà hết thời rồi là bây giờ họ sẽ bị đối xử không kém gì những cái nông dân và công nhân bây giờ. Em thấy là những cái người mà trắng mắt ra đó thì thứ nhất là muộn rồi, thứ hai là già rồi. Nhưng bây giờ mấy đứa trẻ nhỏ nhỏ nó đi học á thì nó lại bị nhồi sọ theo cái kiểu
mà ông cha nó đã bị nhồi sọ ngày xưa. Nó không biết chừng nào nó mới trắng mắt ra được, tức là cho tới khi nào mà nó bị cộng sản hành hạ đó thì nó mới trắng mắt ra được. Chứ còn chỉ có nghe thôi chắc không ai nghe thôi thì nó em nghĩ nó không có thấm được đâu. Nhưng mà hình như mình lạc đề sao quá rồi. Bây giờ đó thôi mình trở về cái vấn đề đi ha, cái chủ đề. Dạ. Thì cái chủ đề nãy tôi nói với quý vị đó là Cộng sản Việt Nam nó thấy rằng là Mỹ muốn bịt nợ của Trung Cộng. Tôi xin đọc những cái bằng chứng mà hiện giờ đó có nhiều người thượng nghị sĩ, dân biểu của Hoa Kỳ đang suy nghĩ như cái gì tôi nói với quý vị. Thì tôi sẽ đọc một cái tài liệu mà tôi nhận được. Mỹ chuẩn bị tuyên bố dỡ nợ đối với nợ Trung Quốc. Các cáo buộc liên tiếp của White House đối với Bắc Kinh về đại dịch coronavirus đều kết thúc với yêu cầu không trả nợ Trung Quốc. Chủ sở hữu lớn nhất của trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ. Trên thực tế, đây là một sự xù nợ có chọn lọc. Theo thượng nghị sĩ Marsha Blackburn, Bắc Kinh sẽ bị trừng phạt vì che giấu bùng nổ dịch vũ ở Vũ Hán, gây ra một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Do đó cần phải không thanh toán một phần nợ của Mỹ do ngân hàng Trung Quốc, Trung Cộng nắm giữ. Bà được thượng nghị sĩ nổi tiếng Lindsey Graham ủng hộ. Ông Lindsey Graham nói với Fox News hôm thứ Hai, đây là đại dịch thứ ba bắt đầu từ Trung Quốc, xuất phát từ những ngôi chợ bẩn thỉu, nơi chuột, dơi, khỉ bị nhiễm virus sau đó lây sang cho người qua thực phẩm. Thế giới nên lập hóa đơn cho đại dịch, đẩy Bắc Kinh vào ngã rẽ lớn, và tôi muốn bắt đầu xóa một phần nợ của Mỹ đối với Trung Quốc. Bởi vì chính họ cần trả tiền cho chúng ta, chứ không phải Hoa Kỳ cần trả nợ cho họ. Tức là họ sẽ xù nợ. Thì nếu họ xù nợ, lấy đâu tiền dư để mà họ lo cho những đàn em. Đó, vì lý do đó cho nên quý vị thấy có những cái biến chuyển mới vừa đây trong cái cách mà xưng hô đối xử của Cộng sản Việt Nam đối với lại Trung Cộng cũng như đối với lại Việt Nam Cộng Hòa. Và đặc biệt nữa, nhiều lúc là người ta nói đó, khôn quá thành ngu, khôn quá thành dại, điếm quá thành thờ. Cho nên cái vụ mà Trung Cộng nghĩ rằng á, quý vị có nhớ Trung Cộng đó, nó cho người trước khi mà nó cho thế giới hay là có dịch, nó cho người đi lùng mua tất cả những sản phẩm y tế, mua hết. Đặc biệt cái thuốc chloroquine, hydrochloroquine của Pháp được tụi nó lùng mua. Cái gì tôi tưởng tượng đó là thuốc chữa sốt rét đó phải không luật sư? Vâng. Nó biết nó mua trước ra, nó khôn quá thành nó ngu. Thành chính vì vậy đó người ta mới nói rằng tại sao mà tụi nó biết trước đầu lòi đuôi cho người ta hay mà nó đi lại mua. Rồi đó bây giờ đó, nó bán lại, rồi nhiều lúc đó, nó bán cho Ý mà nó lại nói rằng nó viện trợ cho Ý. Thành ra những cái người dân biểu của Ý đứng dậy chửi cho một trận. Thành ra quý vị thấy không? Trung Quốc đánh mất châu Âu vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Bây giờ đó ở Âu Châu đó, nói tới Trung Cộng là ai cũng ngán cho tới ốc. Đặc biệt Anh, nào tới bây giờ đó, Anh rất có cái thiện cảm đối với Trung Cộng, mà bây giờ Anh nói rằng là phải thánh chiến. Tức là bây giờ đó họ, cái Commonwealth họ đang hợp lại để mà đối đầu với tôi, với Trung Cộng. Sau khi rời khỏi số 10 phố Downing, hàng loạt các quan chức cao cấp thân Trung Cộng bị đưa ra khỏi chính phủ. Tức là cái ông mà thủ tướng, ông bắt đầu ông đuổi hết mấy thằng nào mà thân với Trung Cộng.
Và đặc biệt nữa, ông Boris Johnson, ông bị lây, và khi mà ông ra khỏi cái nhà thương, cái điều đầu tiên ông làm là ông cấm Huawei không được đấu thầu về cái vấn đề mà 5G để mà để thiết lập cái 5G ở bên Anh. Thành quý vị thấy khôn quá thành dại. Thành ra đó, Trung Cộng đang đó, làm cho những người khách hàng của mình cảm thấy quá nguy hiểm khi mình tùy thuộc quá nhiều về cái kỹ nghệ y tế ở Trung Cộng. Ở ông Trump, ở Hoa Kỳ, ông Trump cũng nghĩ đến bây giờ phải đem những cái hãng làm thuốc trở về. Ông ta đã học bài học rồi. Vì đó, ông ta bị Trung Cộng nói rằng nếu mà ông mà quá nặng tay với chúng tôi trong vấn đề mà thương mại, chúng tôi sẽ không bán thuốc của các ông trở lại cho các ông. Và đó, họ đã cấm cái hãng thua 3M không có được gửi những cái khẩu trang trở về bên Mỹ. Và Canada cũng bị cái đòn đó nữa. Thành ra Canada cũng học một cái bài học rồi, chứ không phải là không. Thành ra quý vị thấy không, trong cuộc đời làm cái gì cũng phải có một cái tối thiểu đạo đức. Nếu không có cái tối thiểu đạo đức thì ông trời ông cũng nhắc, dùng cách này cách khác ông cũng nhắc mình là đó, mình sống không có đúng. Quý vị thấy cái gương đó là Trung Cộng. Và hiện giờ người ta nói là Trung Cộng sẽ dỡ nợ với cái vụ mà con coronavirus này. Mà luật sư dùng cái từ khôn á, áp dụng cho Trung Cộng á, thì tôi nghĩ là cái chữ khôn á, nó có nghĩa tốt quá. Gọi là điếm đi, hả? Điếm quá thì ông trời ông phạt phải không anh? Cái đấy phải nói là quỷ quyệt thì đúng hơn. Quỷ quyệt, vâng. Chứ còn khôn á, thì tôi nghĩ là Trung Cộng không có khôn đâu. Quỷ quyệt. Cũng vậy, nó quỷ quyệt thôi chứ không phải là khôn. Chứ tôi thấy cả hai đó nó đều, nếu mà gọi cái quỷ quyệt nhiều khi lại rất là dại đó. Chứ không phải là dại. Quỷ quyệt có thể là rất là dại đó. Tôi thấy như bây giờ đó, Trung Cộng đó, họ rất là quỷ quyệt, nhưng mà cuối cùng á thì bây giờ họ mới thấy rằng họ rất là dại, dại rồi. Họ giấu đầu vào lòi đuôi. Thế thôi. Quỷ quyệt chứ không khôn. Có một điều em để ý là em thấy là tại sao ở bên châu Âu, những cái nước nghèo Đông Âu thì thấy dịch bệnh không có hoành hành, mà chỉ có những nước giàu mà có hệ thống y tế rất là tốt trong khối NATO mới bị bệnh dịch hành hành. Có ai thắc mắc cái chuyện đó không? Ai đi gần Trung Cộng thì bị dịch. Dòm lại đi. Quý vị dòm lại cái, những cái chỗ mà có dịch nhiều nhất là những cái chỗ nó làm ăn rất là gần với lại Trung Cộng. Thì hồi nào tới bây giờ những cái nước mà nghèo bên Đông Âu đâu có tiền để mà đầu tư nhiều này kia, thành ra Trung Cộng nó cũng không có để ý nhiều, thành ra những cái nước đó không có bị vấn đề. Còn những nước mà có liên lạc với tiếng Ý làm ăn với Trung Cộng, Trung Cộng nó mua đến độ đó mà nó đem, nó được quyền đem công nhân của nó qua bên Ý, thành ra vì vậy cho nên đó, bên Ý bị kinh khủng luôn. Sau Trung Cộng lại 20 mấy ngàn người chết. Nhưng mà tôi có nói chuyện với mấy người Ý thì có trong gia đình tôi đó, có một cô bác sĩ là dâu của gia đình, tức là vợ của người cháu tôi cũng là bác sĩ, thì
bà ta là một người Mỹ, thì tôi mới hỏi tại sao mà nước Ý lại đi làm ăn mà gần với tổ Trung Cộng dữ vậy. Thì bà nói rằng là tại nước Ý bị một cái khủng hoảng về kinh tế, cho nên có nhiều cái làng của Ý nó bán còn một đồng bạc với điều kiện là phải bỏ bao nhiêu tiền để mà sửa cái làng đó, để chia thành ra đó là những con mồi đặc biệt cho Trung Cộng. Trung Cộng nó mua cả một làng rồi, nó đem mấy người công nhân của nó qua rồi này kia, thành ra rồi nó lây ra không biết bao nhiêu người. Đó là cái vấn đề. Nếu dạ, mà biệt. Dạ. Mà luật sư có đi, một cái có một cái bài tôi mới vừa nhận được, thì ông tổng thống Trump ông nói rằng ông có bằng chứng rằng cái con virus này nó xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Và ông nói khi người ta hỏi ông thì ông nói thì bây giờ sớm quá để đưa bằng chứng, nhưng mà hỏi về cái báo cáo là có thể hủy bỏ số nợ mà Mỹ phải trả cho Trung Cộng, thì tổng thống Trump đã nói rằng cái đó có thể thực hiện nhưng thế cũng chưa đủ, tức là ông với kỳ đó quỵt nợ mà cũng chưa đủ, Trung Cộng còn phải bồi thường nhiều hơn thế và rất nhiều. Tôi có thể làm điều tương tự nhưng thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn dựa vào thuế quan. Tức là ông này ông có những cái ý đó, là ông quánh cho thằng Trung Cộng đó cái cạp đất mà ăn. Vậy đó là cái gì mà tôi muốn cho quý vị thấy. Nhưng mà cái điều mà tôi cũng muốn nêu ra đó, đó là tại sao nước Mỹ lại là cái nước bị coronavirus ảnh hưởng tàn khốc nhất, đang khi mà nước Mỹ là một cái nước mà có thể nói là vấn đề y tế và họ rất là giỏi về cái lĩnh vực này, và họ cũng cũng đã coi như là Tổng thống Donald Trump cũng đã khá sớm để mà có những cái biện pháp ngăn chặn cái dịch này. Em có hỏi nha. Chào. Em có một vài cái suy luận. Thứ nhất á, là vì nước Mỹ nó có đủ đi tiền để mà nó làm cái kiểm tra, rất cái số lượng người nó kiểm tra rất là lớn. Quý vị biết là Nhật nó cũng không giấu giếm chuyện này. Ở Nhật mà nó ghi là có 1.000 ca lây nhiễm, nghĩa là có 1.000 ca bị rất nặng. Ở Nhật á, là nếu mà mình không có triệu chứng gì cả mà mình tới mình nói cho tôi kiểm, họ không cho kiểm đâu. Họ nói thẳng luôn cái chuyện đó không cần thiết. Chỉ khi có triệu chứng rất nặng họ mới kiểm thôi. Triệu chứng nhẹ họ cũng không kiểm. Cho nên là ở một trong những lý do lớn nhất thấy là tại sao ở Mỹ có ca lây nhiễm quá nhiều là tại vì chỉ có nước Mỹ mới đủ khả năng mà kiểm tra nhiều tới như vậy. Số lượng người ta kiểm tra nó nhiều mà nó còn kiểm tra miễn phí nữa. Cho nên là nó mới ra cái kết quả nó nhiều, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai á là sự thật là người dân Mỹ đa số bị béo phì, rất nhiều người bị béo phì, mà khi mà béo phì á thì nó dẫn tới sức khỏe. Bởi vậy chết nhiều, bởi vậy chết rất nhiều. Tiếp theo nữa đó là người Mỹ họ sạch sẽ, họ có lối sống không lành mạnh. Nó thật là như vậy. Họ ít người Nhật, người châu Âu á, họ đi xe điện, cho nên họ phải đi bộ từ nhà tới bến xe điện, thì ít ra mỗi ngày họ có đi bộ. Người Mỹ á, là lái xe từ trong gara, tức là lái xe từ cửa tới cửa, không có đi bộ ra gara nữa. Cái gara, cái xe nó nằm trong nhà, bước vô cái xe ngồi bấm cho cái cửa nó cuốn lên, chứ cũng không có mở cái cửa gara nữa. Nó là lối sống rất không lành mạnh. Rồi ăn fast food McDonald's, rồi KFC là KFC đó, KFC đã rất là ngon và rất là bổ. Cái đó là cái mà tôi thích nhất. KFC đó, tôi rất là mê. Okay. Có một cái lý do quan trọng lắm.
có một cái lý do rất là quan trọng mà tôi nghĩ là Dạ. có lẽ Aileen chưa có nghĩ tới, Dạ. đó là có sự tiếp tay của một số người Mỹ bị Trung Cộng mua chuộc. Em hoàn toàn đồng ý, và em còn rất là nghi ngờ cái ông governor ở ở New York nữa. Ông Tại cũng sao mau ông bằng giấu một cái lượng mấy chục ngàn cái ventilator, mấy chục ngàn cái máy thở ông giấu trong trong kho, ở ông mang New à. Tiếp theo nữa là tiếp theo nữa là em vừa mới nói chuyện với bạn em hôm qua nè, hôm kia, là trong đó có hai đứa là dược sĩ và một đứa là bác sĩ ở Cali nè, hai đứa dược sĩ nó làm trong bệnh viện. Thì lúc đó em nhớ là em nói là ô, xin chào các thiên thần đầu đứng đầu 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 chiến, cái nó nói chứ Ái Liên ơi, đừng có nghe mấy truyền thông nó nói như vậy. Ở trong bệnh viện á, là nó chỉ hoạt động có 50% capacity thôi. Bệnh viện Mỹ trừ ở những cái tâm dịch như là New York, ở California này, ở Orange County nè, bệnh viện vắng ngắt không có một người. Vì thứ nhất á, là người ta sợ bệnh dịch cho nên người ta không dám tới bệnh viện. Thứ hai nữa là bệnh viện họ nghe dịch như vậy cho nên họ tất cả những cái gì mà có thể dời được là họ 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 họ, họ dời hết, họ không có nhận bệnh nhân để họ chờ cái bệnh dịch. Nhưng mà cuối cùng là bệnh dịch không có gì hết cho nên bệnh viện vắng que, và nhân viên y tế dư quá cho nên bây giờ là nó cho ngồi nhà hết 50% nhân viên. Có một cái bệnh viện mà bạn em nói là bạn của nó có tới 200 nhân viên y tế bị nằm nhà vì không có việc gì để làm. Cho nên mình nghĩ là nước Mỹ, cho nên Việt Cộng nó tuyên truyền là nước Mỹ tan hoang, rồi Việt Cộng nó tuyên truyền là nước Mỹ thiếu đói. Nó ngu tới cái mức mà mình không thể tưởng tượng được, nó ngu tới mức nó không biết nó ngu. Vì sao? Vì á, theo những gì mà em hiểu, em biết được, em là thạc sĩ chính sách công á, thành ra cái chuyện chính sách, những gì em học trong trường là họ nói như vậy. Ở Mỹ hàng năm á, là nông dân Mỹ không thể nào mà cày cấy hết 100% khả năng của họ được, vì nếu họ làm như vậy á thì là cái lượng thặng dư lương thực quá nhiều, nó làm cho lương thực nó bị hạ giá, mà lương thực nó bị hạ giá đó thì là nó dẫn tới là nông dân bị phá sản. Thành ra là mỗi năm á là chính phủ Mỹ họ phải tính toán rất là kỹ để rồi họ biểu nông dân là năm nay nè, vùng này chỉ được sản xuất 20% cái khả năng của mình thôi, vùng kia chỉ được 80% khả năng của mình thôi, thì cái phần mà họ không được sản xuất là chính phủ phải bù lỗ cho họ, phải subsidize. Cái khả năng mà nước Mỹ sản xuất lương thực hết khả năng á là đủ cho cả thế giới này ăn luôn. Đất đai của Mỹ rất là màu mỡ. Vì sao? Vì châu Âu và châu Á là canh tác đã cả mấy ngàn năm rồi, ở Mỹ canh tác mới có 300 năm thôi, cho nên đất đai còn rất là màu mỡ và đất trống còn rất là nhiều, cho nên không bao giờ có chuyện ở Mỹ thiếu lương thực, không bao giờ, cho ít nhất vài trăm năm nữa hoặc vài ngàn năm nữa. Cho tới khi nào mà nước Mỹ nó canh tác mấy ngàn năm như miền châu Á với châu Âu á, đất đai Mỹ mới mới là hết phì nhiêu theo kiểu châu Á và châu Âu. Nên em nói cộng sản nghĩa là nó ngu tới mức nó không biết nó ngu. Khi mà nói nước Mỹ thiếu kém là cái chuyện ngu nhất trên đời này, tại vì á không có trên đâu trên thế giới mà cái giá thực phẩm nó rẻ như ở Mỹ. Mỗi một mà nó rẻ tới mức là mỗi một người Mỹ mua một đồng thực phẩm về á, là quăng hết 60 cent, tức là nó mua đầy một cái tủ lạnh nó để cho cả tuần vậy đó. Rồi cái nó không nhớ nó mua cái gì, rồi tới hồi mà cái tủ lạnh nó đầy quá cho nên nó lôi không ra hết, thì cái nó nằm ở trong nó không thấy, cái nó mua cái khác về, nó mua khác về rồi vậy. Cái pantry của người Mỹ là đi bộ, cái tủ đựng thức ăn khô của người Mỹ là đi bộ vô được, bước vô trong đó được, chứ không phải là mở ra rồi với tay mà bước vô trong được, mà nó đầy như vậy. Cuối cùng là trong đó nó mua đã rồi, nó không nhớ đã rồi, cái nó tìm không ra, cái là nó đi mua cái mới về, cái là cái trong kia nó hết hàng, cái nó quăng, tức là cứ vài. Thành ra là người Mỹ là quăng thức ăn là 60% đi, nói về mặt trung bình. Là em nghĩ là cái lối sống của người Mỹ á, cái mạnh của nước Mỹ là thực phẩm rất là rẻ, cuộc sống rất là thoải mái, lái xe từ trong gara ra, nhưng mà cái đó nó cũng tạo ra cái người Mỹ là sức đề kháng kém, bệnh béo phì quá nhiều, cho nên khi gặp việc này là bị hít nặng nề. Còn một lý do nữa đó khiến cho cái số mà báo cáo về cái sự lây nhiễm tại Hoa Kỳ đó, nó cao đó, là tại vì
có rất là nhiều người chết không cần biết là vì lý do gì, nhưng mà họ cứ nhất là những cái nước, những cái bệnh viện hoặc là những cái tiểu bang nào mà đã có một cái cảm tình với lại Trung Cộng đó, thì họ sẵn sàng, nghĩa là ai chết, bất kỳ ai chết thì họ đều coi như đó là bị lây nhiễm virus corona hết. Thành thử ra cái số đó lên rất là nhiều. Thì tôi nghe nói đó, đó là Tổng thống Donald Trump đã cho một cái đã làm một cái thí nghiệm coi xem như thế nào. Thì họ cho một dường như nếu tôi không lầm đó, thì là ông ấy thí nghiệm tại New York. Ông ấy cho một cái tàu gồm những cái nghĩa là giờ giống như là một cái bệnh viện đó, và cho tất cả, nghĩa là tất cả những ai mà bệnh tật gì đó là cứ việc lên trên đó để mà trị bệnh, bất kể là có nhiễm virus hay là không nhiễm virus. Thế thì cái lượng người mà lên đó để mà điều trị đó thì rất là cao, rất là đông. Thế một thời gian sau đó, thế thì ông mới ra cho ra lệnh đó, đó là cái con tàu đó đó chỉ nhận những người đã thử nghiệm virus, nghĩa là thử nghiệm mà thấy rõ ràng là có bị nhiễm virus thì mới được lên đó chữa mà thôi. Thế thì phải nói là cái bệnh viện đó vắng tanh và rất là ít người lên trên đó. Thì tôi đọc báo, tôi đọc những cái thông tin thì tôi biết như vậy, chứ còn tôi cũng không biết là điều đó có đúng hay không, nhưng mà có thể là như vậy. Chính vì Hình thế như cho là đúng với giáo sư, con tàu nó rời khỏi New York, nó rời khỏi New York rồi, nên tại vì nó vắng quá cho nên nó rời rồi. cho nên cái số người mà nhiễm virus, nghĩa là thực sự bị nhiễm virus corona và chết vì virus corona rất là ít, nhưng mà bất kỳ ai chết thì dù có là do virus corona hay không thì đã được tính là đã chết vì virus corona. Thực sự ra đó thì cái số người chết vì những cái bệnh khác đó, ở tại Hoa Kỳ cũng rất là nhiều. Nhưng mà thí dụ như chết vì bệnh tim, chết vì ung thư, chết vì cao máu vân vân thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà về sau này họ được kể như là chết vì virus corona hết. À, có chuyện vui ngược lại là ở Việt Nam đó là không có ai chết vì corona Cái chuyện Để này Lisa hay. đưa hình cho nha. À, Lisa câu đưa là nhiễm thì không chết và chết thì không nhiễm. À, tức là hễ mà chết là không, chắc chắn là âm tính. Tới độ mà cái cô nữ sinh ở Huế đó là ban đầu họ nói dương tính ha, rồi họ 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 la lên là cô này dương tính, rồi cô này có triệu chứng của covid tùm lum tà la, tới hồi nhỏ nó chết thì nó nói không chết vì bệnh não chứ không phải chết vì covid. Rồi một người chết ngay trong cái chỗ một một cái không được người phép chết ngay vì 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 trong bệnh. cái khu cách ly mà nó cũng nói không phải vì covid luôn, ai tin được không? À, Lisa chị đưa hình đó, đưa 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 Lisa. Ok, mình đưa hình lên cho, đợi đợi xíu mình đưa hình lên đây nè, mình thiếu gì hình. Để kiếm ra đây. Một đằng á thì chết bất cứ bệnh gì thì cũng cũng được coi là vì virus corona. Còn một đằng á thì chết, cho dù là có chết vì virus corona thì cũng được nói là chết vì một cái bệnh khác. Hai đằng nó ngược nhau. Đây Quan Tâm Nguyễn nói là chính xác 100%, trên tàu có 1.000 giường nhưng chỉ có vài chục người đến điều trị. Amy Tòng nói là khai báo bệnh nhân tử vong COVID thì được chính phủ hỗ trợ tiền. Mỗi bệnh nhân chết tại Mỹ vì lý do
coronavirus thì chính phủ Mỹ phải trả tiền cho bệnh viện hơn 22.000 đô. À, đây là lý do tại sao mà bệnh viện nó ăn gian. Nó cứ nói là người ta chết vì bệnh COVID để nó được 22.000 đô từ chính phủ mỗi bệnh nhân. Đây, đưa lên cho quý vị một cái hình này ngay có ngày tháng luôn. Đó, trưa ngày 8 tháng 4 năm 2020, có một người đàn ông đã chết, không biết tên, không điện thoại. Chết ở gần Nghĩa Trang, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đó. Và hơn nữa đó, có rất là nhiều hình nha quý vị. Lisa chưa có làm cái bản sưu tập đó, nhưng mà thông báo cho quý vị luôn là ở, để Lisa lấy cái tên ra, tại vì Lisa ghi vô đây nè. Là ở xã cái gì anh đây, đợi chút xíu Lisa ghi vào đây. Dạ đúng, đây ở xã huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, có 7 người chết. Trong đó là thuộc về 7 người này thuộc về 4 gia đình. Chết vào tháng 4, người chồng chết, sau đó người vợ chết, rồi lần lượt những cái người hàng xóm trong xã chết, nhưng không có được phép thông báo hay xác nhận đây là bệnh do bệnh corona, mà phải không, và phải đem chôn, rồi không có được công bố và không có được làm đám ma hay gì hết, và phải lên làm việc với công an. Ngoài ra, công ty Samsung ở Bắc Ninh có 2.670 người là bị xét dương tính rồi, nhưng không cho về nhà và họ phải ở lại Bắc Ninh. Tin này là do một nữ tu cho biết, thông báo vào ngày 14 tháng 4 năm 2020. Tôi nghĩ là Hoa Kỳ cần phải qua bên Việt Nam để mà học cái cách là tại sao, làm sao để mà cái số người bị nhiễm virus nó ít. Tại vì chỉ có Việt Nam mới dạy cho Hoa Kỳ được cái phương cách này thôi. Rất là ngu trong cái chuyện này. Bây giờ đừng có trả 22.000 cho bệnh viện nữa là xong thôi. Bây giờ cứ mỗi một người mà bị COVID nó phạt 5 đồng thì bệnh viện nó giấu hết. Đơn giản. Một bên nó cộng sản nó giấu là chính quyền, còn một bên Mỹ nó khai báo là cái sự gian dối của người dân không liên quan gì tới chính quyền. Có một cái website mà quý vị có thể ghi tên của những người bị bệnh corona này đó, để Lisa đăng lên đây cho quý vị. Đây. Cho quý vị có thể đăng để cùng kiện. Thì cái website đó gọi là Freedom Watch USA. Đó, do cái tên ông này, đây quý vị nhìn trên màn hình đó, tất cả những ai bị thiệt hại bởi virus viêm phổi Vũ Hán, không kể thân phận quốc tịch, đều có thể đăng ký trên trang Freedom Watch USA. Và quý vị có thể liên lạc với cái email của cái ông này, tên là LEK LAYMAN@gmail.com. Rồi có cái số phone đây luôn nha quý vị. Đó. Số phone là 561-750-9800. Cái số mà extension number đó là 2270. Rồi vân vân. Có cái địa chỉ đây. Quý vị cứ việc coi trên cái màn hình này, quý vị gửi thông tin cho họ. Cho nên trong nước nếu mà ai bị nhiễm corona thì cứ việc đăng vô trong cái Freedom Watch USA. Với lại một cái cách khác nữa là quý vị có thể thông báo cho Đại sứ quán Mỹ, để Lisa gửi cho quý vị cái đó luôn. Trong lúc mọi người chia sẻ thì Lisa sẽ có cái Lisa có cái bản tin mà yêu cầu mọi người thông báo với Đại sứ quán Mỹ. Trong khi chờ đợi chị Lisa đó thì cũng có một cái tin vui mà chắc nhiều người cũng biết, tức là mấy cái sở y tế trong Việt Nam á, nó nói nó mua cái máy để kiểm á, là chỗ thì nói 4
7 tỷ, chỗ thì nói là 5,7 tỷ, chỗ thì nói là gần 10 tỷ. Thì cái anh chàng tên là Cường Đô La đó mới tặng một cái máy, anh nói là y chang luôn, anh nói là máy này có 2 tỷ. Thế là lòi ra một bài khai khống. Chị này cũng Nó vui ha. ăn cái đó nữa ghê. Dạ. Cường Đô La chơi ác không? Vạch mặt một cái, vạch mặt một cách trắng trợn và nhẹ nhàng là dính hết. À, tức là trong nước bây giờ là mấy đứa trẻ trẻ nhỏ nhỏ nó cứ nói là đất nước đang được bình an. Ừ. Là tại vì nó không có cái sự so sánh, nó sinh ra nó thấy vậy rồi cho nên nó cứ nghĩ như vậy là bình an thôi, chứ nó không có hiểu được là mấy thằng quan chức nó đụng đâu nó ăn đó, nó đụng đâu nó moi móc đó, và đất nước nghèo đi chỉ vì một cái đảng, một cái chính quyền mà chỉ chăm chăm vô là đục phá và đục khoét và tham nhũng của người dân thôi. Và tình nguyện viên ở bên Việt Nam họ nói với em như vậy là hồi đó nó con bé đó lúc mà nó thi đậu đại học á, chưa bắt đầu khai giảng nữa, thì cái việc đầu tiên là họ cho nó đi vô trong một cái chỗ đó học một tuần từ sáng tới tối, chỉ nói về cái việc là đất nước đang được bình yên và những cái tụi phản động nó nói này nói kia, nó nói xấu chế độ là để phá cái sự bình yên của chúng ta, và mấy em phải có trách nhiệm căm thù cái bọn phản động đó, phải mấy em phải có trách nhiệm là căm thù cái bọn đó, và chúng ta phải bảo vệ sự bình yên của chúng ta, phải chống lại tự diễn biến, chống lại tự diễn biến hòa bình gì đó. Mà hễ sinh viên đậu đại học chưa đi học đã phải học cái đó rồi, cho nên gần đây em thấy là hồi xưa đó là trên fanpage của em là em còn blog mấy cái đứa mà nó cái giọng điệu nó như du vận viên, mà bây giờ em không có blog ai nữa hết, tại vì bây giờ em mới hiểu là có rất nhiều người cái giọng điệu nó cũng mất dạy ngang tàn mà ngu xuẩn như du vận viên á, nhưng mà mình coi lại mình thấy là nó không phải du vận viên, tại vì cái nick của du vận viên nó là du vận viên nó dùng nick ảo không, mà nó dùng nick mà nó để mấy cái hình vớ vẩn gì đó, và nó thường là nó mở cái thời gian mà nó bắt đầu mở đó là chỉ có vài tháng hay là vài năm thôi. Mình thấy những cái nick này là họ mở từ rất lâu rồi và họ tâm sự bạn bè một cái quá trình rất là dài, cho nên đây là những cái nick thiệt chứ không phải nick dư luận viên, mà họ ăn nói cũng rất là thù hằn, giống như là họ thù cá nhân với mình luôn á. Rồi họ còn vô trong cái Messenger họ 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 gọi điện họ chửi mình á, tức là giống như họ có một cái mối thù cá nhân với mình luôn á, chứ không phải chỉ là công việc mà tôi buộc phải nói cái điều tôi không muốn nói, hay là tôi chỉ nói như là một cách máy móc. Thì lúc đó em mới nói ủa sao kỳ vậy ta, sao người ta thù mình dữ vậy, thì em hỏi ra thì em mới biết cái thông tin là nó không dạy con nít, nó không dạy con nít sự thật mà nó đi nó xảo trá với con nít là đất nước đang bình yên, và nó dạy con nít phải tra căm thù những cái người nói ra sự thật đó là những người phá cái sự bình yên của đất nước. Cũng khiếp. Chị Lisa ơi, có chưa có tìm ra chưa vậy? Lisa đang kiếm, chờ chút xíu thì nó hơi chạy hơi chậm. Lisa đang kiếm cái đó, tại vì cái đó Lisa phải vô trong lại Facebook á, có cái đó để gọi cho quý vị cũng có lợi lắm. Thì trong cái lúc này đó thì chắc nhờ luật sư cũng thông báo hay là giáo sư Kết nói là lý do tại sao chúng ta mở ra cái thiện nguyện thư thứ nhì. Tại vì cũng chưa có nhiều người biết và bây giờ chúng ta cũng cũng mới có 1.000 mấy trăm người thôi, thành ra mong quý vị cộng tác giúp dùm trong cái việc mà vận động thỉnh nguyện thư. Để Lisa vô trong cái này thì Chúng ta được bao nhiêu vậy? 1.600 hả? 1.300, 1.600. 1.700 ạ, 1.700. 1.700. Và cái này nè, à đúng rồi, Lisa cũng nhớ là Lisa cũng đăng cái đó ở trong cái trang web Hiệp định Paris đó, thưa quý vị. Đó là cái trang web Hiệp định Paris đó, là Lisa có đăng cái địa chỉ cho quý vị ghi vào cho những cái cúm coronavirus đó. Quý vị có thể báo với lại các cái tòa đại sứ và tòa đại sứ và viết email cho họ có đủ hết đây, để đợi chút xíu Lisa sẽ lốt cái này lên có ngày đây. Bởi vì nhiều quá cho nên có xóa bớt rồi.
Ngộ quá, cái bài này mới đăng. Để Lisa vô cái web web Hiệp định Paris nó cũng có. Bây giờ trong lúc chờ đợi đó, tôi hỏi quý vị có ai thấy cái thông hành của Việt Nam Cộng Hòa chưa? Có ai thấy đây là thông hành của Việt Nam Cộng Hòa? Wow, Mà tôi cái này có còn giá dựng. trị lắm à. Cái này Dạ. của luật sư Thọ hồi xưa phải không ạ? Vâng ạ. Sổ thông hành. Dạ, quý vị có thấy cái chứng chỉ thì hợp lệ tình trạng quân dịch không? Oh. Wow. Cái này làm sao tìm được ha? Dạ, bây giờ Lisa tìm thấy cái đó ở trong cái trang web nè, có sẵn trong trang web luôn mà, tại vì Lisa tính đăng cái bảng kia cho gọn, để Lisa gửi cho quý vị coi nha. Tức là bây giờ quý vị vào cái trang web Hiệp định Paris đó, quý vị sẽ thấy ở chỗ này nè, các đại sứ quán, thì bây giờ đó hai cái đại sứ quán mà nhiều nhất ở Việt Nam là Hoa Kỳ và Pháp. Thì quý vị bấm vô cái đại sứ quán ở Hoa Kỳ, thì cái đường link này nó sẽ dẫn cho quý vị đến cái chỗ đại sứ quán này. Ở trong này nó có đủ mọi tin tức và cái số liên lạc hết, nếu quý vị kiếm lên trên này. Đây nè, nó có cái địa chỉ nè, cũng như là có email rồi có số phone. Quý vị nhìn qua bên này nè, đó, đây có số phone nè. Đó có email. Thì trong trường hợp mà quý vị biết có người nào chết vì bệnh corona hay bị nhiễm về corona đó, đây này thì quý vị thấy ở dưới này có đó. Thì quý vị báo ngay cho đại sứ quán của Hoa Kỳ cũng được. Hoặc là cái website hồi nãy quý vị thấy đó, Free Watch USA đó, để mà báo cho người ta biết. Thì cái đó nó cũng giúp ích cho cái việc mà nhà cầm quyền che giấu, hay là thậm chí có thể trong tương lai có thể sử dụng để cho quý vị đòi cái bồi thường. Tại vì mình nghĩ nếu bây giờ đó nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà không có nói rõ ràng ra cái bao nhiêu người bị corona đó, thì nếu mà có cái chuyện mà thế giới họ điều tra ra cái việc này nó do cái âm mưu của Trung Quốc, và Trung Quốc phải trả cái chi phí này, thì những cái người mà đã bị thiệt hại đó sẽ không có được bồi thường, tại vì không có trong danh sách. Cho nên là quý vị nên giữ lại hết các cái tài liệu đó, tất cả những cái triệu chứng bệnh hay người thân hay là những cái gì xung quanh quý vị hay là gì, quý vị viết ra hết để quý vị không có nhơ quên, và quý vị chụp hình hết những cái hành động của Cộng sản. Rồi đó, nếu mà quý vị muốn gửi ra ngoài mà an toàn đó, thì quý vị phải dùng VPN. Thì Express VPN đó là một cái loại VPN mạnh nhất so với tất cả các loại VPN khác, và nó có một cái research đã kiếm ra đó là các cái VPN khác thông thường đó, thì nó không có được mạnh và nó không có tính bảo mật mạnh bằng cái Express VPN. Và Express VPN thì đã được thử nghiệm trong Trung Quốc rồi, và nó luôn luôn là hoạt động và nó rất là tốt. Thì Express VPN nếu mà quý vị không có tiền á, thì nó cho quý vị 7 ngày free. Còn nếu mà quý vị có cái cạc á, thì quý vị được 29 ngày thử nghiệm không có tốn tiền. Thì trong cái trường hợp mà quý vị cần gấp á, thì quý vị có thể dùng Express VPN. Mình xin nói sơ một chút xíu về cái phần này. Nó rất là giúp ích cho tất cả những người đấu tranh trong nước hay là những người nào muốn tìm thông tin thật. Thì trước đây hồi năm 2018 cho tới 2019 là Lisa đã chỉ cho khoảng 5.000 người sử dụng VPN. VPN đó thưa quý vị, nó là Virtual Private Network. Nó là một cái mạng riêng ảo. Nó quan trọng là bởi vì nó giúp cho cái người trong nước vượt qua được tường lửa, giấu được cái địa chỉ IP address, rồi cái thông tin chia sẻ được mã hóa và không có bị lưu trữ. Nói tóm lại, Express VPN nó giống như là một cái đường truyền riêng,
Và cái Internet nó giống như một cái đám mây. Khi mà quý vị sử dụng Internet đó, thì quý vị giống như là quý vị lấy thông tin ra từ Internet. Nhưng mà khi quý vị dùng VPN đó, thì lập tức nó đưa vào một cái đường truyền riêng. Nó dẫn quý vị đến cái máy chủ mà quý vị lựa. Thì quý vị có một cái danh sách như là ExpressVPN nó có 160 cái server. Thì quý vị lựa cái địa chỉ đó ở nước ngoài. Thí dụ như quý vị lựa ở Mỹ đi, thì cái IP address của quý vị nó sẽ đổi qua cái IP address của Mỹ. Cho nên là cái thông tin của quý vị nó được mã hóa, rồi nó đi qua cái máy chủ đó. Rồi cái máy chủ đó nó gọi lại cho quý vị cái thông tin mà quý vị tìm kiếm. Cho nên nó có nhiều cái lợi cho quý vị lắm. Và các cái hãng, cái công ty lớn, các cái quân đội vân vân muốn bảo mật thông tin đều sử dụng hết. Cho nên cái đó là một trong những cái mà Cộng sản rất là sợ. Cho nên quý vị nên dùng VPN và nên có ExpressVPN để sử dụng. Nếu quý vị muốn ký thỉnh nguyện thư cũng được. Quý vị có thể đổi IP address nếu quý vị muốn qua thành cái địa chỉ ở bên Mỹ hay gì vân vân. Rồi sau đó quý vị dùng cái đó để kiếm thông tin, rồi giấu thông tin. Thì có cái clip về VPN mà Lisa có làm ở trong cái có ở trong cái trang hiệpdịnhparis.com á. Trong cái trang dạ trong cái trang hiệpdịnhparis.com cũng có, thì quý vị cứ vô đó quý vị tìm cái đó, nó khoảng mấy phút thôi và rất là đơn giản. Rồi ngoài ra có nhiều loại VPN miễn phí quý vị có thể sử dụng nữa. Nói tóm lại, cái việc đấu tranh đầu tiên thì quý vị phải được an toàn, và VPN là một trong những cái cách giúp quý vị được an toàn. Cảm ơn Eileen, thì để cho quý vị khác chia sẻ đi, trong khi Lisa kiếm thêm cái thông tin về cái VPN nha. Thật ra là cái livestream này nó đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Giáo sư Nguyễn Chính Kết với lại luật sư Lâm Chính Thọ còn có gì chia sẻ nữa không? Dạ không. Chỉ cho chị thấy cái hình tôi lúc đi học. làm lại luật sư ơi. Tôi cũng đẹp trai như anh Nguyễn Chính Kết. Bây giờ thì già rồi, lúc đó là đi học. Dễ thương quá à. Luật sư chỉ cho let's coi lại cái giấy thông hành của Việt Nam Cộng Hòa đây luật sư. Ok. Cả một trời kỷ niệm. Cả một trời kỷ niệm. Trời ơi, hồi trẻ cái mặt dễ thương ghê luôn. À, đây là hộ chiếu phải không? Hộ chiếu, passport. Hồi xưa gọi là giấy thông hành. À, passport bây giờ gọi là hộ chiếu, hồi xưa gọi là giấy thông hành. À, cho coi cái bìa luật sư, cho coi cái bìa ngoài. Bên ngoài. À. Trời ơi, còn nguyên xin ha. Đẹp quá. Đầy đồ gỗ. Vẫn còn giữ. Vâng, yeah. Vẫn còn giữ. Giáo sư Nguyễn Chính Kết unmute đi giáo sư ơi. À, cái đó là thời đệ nhị Cộng Hòa phải không luật sư? Vâng, vâng. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ chúng ta có thể kết thúc ở đây được rồi. Dạ, chị Lisa ơi. Đây là Hòa Thượng Thích Thầm Châu. Vâng, xin kết thúc đi. Dạ. Oh. Luật sư có nhiều hình đặc biệt quá. Dạ. Ok, vậy thì thôi chúng ta kết thúc ha. Vâng, dạ. Dạ, xin được dừng cái hội luận này lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng giờ này tuần sau. Tức là 2 giờ chiều giờ California, 4 giờ sáng giờ Sài Gòn. Và xin mời các diễn giả có lời chia tay với khán thính giả trên trang, trên cái diễn đàn này. Dạ. Dạ, chào chị A Liên, cảm ơn chị A Liên, cảm ơn chị Lisa, cảm ơn giáo sư Kết. Anh Trần Long biến đâu mất tiêu rồi. Chào anh Trần Long. Ok, dạ, xin chào quý vị có mặt ở trên livestream. Dạ, cảm ơn nhiều. Chúc quý vị một tuần lễ yên lành. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị đang có mặt trên diễn đàn, đặc biệt luật sư Lâm Chấn Thọ, cô A Liên, cô Lisa.
Xin Dạ vâng, mọi người xin cảm ơn, dạ cảm ơn luật sư Thọ, cảm ơn giáo sư Kết, chị Aileen, và xin kính chào tất cả quý vị. Chúc quý vị một tuần sắp tới được mọi sự may lành, cảm ơn và được bình an. Dạ. Dạ, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết, luật sư Lâm Chính Thọ, chị Lisa Nguyễn và anh Trần Long đã có mặt trong cái buổi hội luận ngày hôm nay. Và một lời cảm ơn quan trọng nhất kính gửi đến các tất cả quý vị đang theo dõi cái livestream này. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ livestream của Trần Thị Ái Liên và những cái buổi hội luận này từ lâu nay. Cảm ơn nhiều hơn nữa là quý vị đã ký tên lần trước và bây giờ ký lại. Xin hãy ký lại, xin hãy giới thiệu bạn bè để mà chúng ta có cái thỉnh nguyện thư này đến tay ông Tổng thống Trump. Xin chúc cho quý vị được bình an trong mùa đại dịch này. Hẹn gặp lại quý vị trong livestream này tuần tới. Xin kính chào. Yeah. Bye bye. Yeah.